Rồi, mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm chồng ơi. Nóng dữ vậy, mà cơm nóng dữ vậy. Bữa nay chồng. Cơm sớm hả? Mai đó có ăn sớm bữa. Ăn lấp bụng miếng, bữa nay sinh nhật con gái lớn. Quên dọn đồ đổ lấy, mai mới đổ ăn. Người có nhiều nó nghe cũng vậy. Ngày nào cũng quên này quên kia. Ngày nào cũng ăn cơm. Chích mới có 2 mũi, 3 mũi mà làm như nó chích 8 mũi vậy. Chích mới có 3 mũi mà nó vậy. Ăn cơm nghe cả nhà, đại đi anh. Hôm nay cơm nóng, đồ ăn nóng luôn. Cơm không có gì hết mà cũng phải đặt quay quay nữa. Có cá chiên, nước mắm, rồi cá kho, rồi canh, rồi rau nữa. Như anh là quay được rồi. Em ăn miếng cá kho nè. Cá đâu ạ? Cá mẹ mua á. Ai chiên? Mẹ kêu luôn. Sáng giờ em mắc đi quay clip, không có thời gian. Em mẹ chiên hết. Bây giờ mình tươi trong luôn, xanh lè luôn. Ngon quá. Mắm ngon dữ ta. Chồng làm mắm càng ngày càng ngon nha. Lạnh. Lạnh mới có mắm ngon ăn. Nay em ăn cá lưỡi trâu chiên nha mọi người. Ngon bá cháy luôn. Cơm dẻo dữ rồi. Giống nấu sôi quá. Rau ngon nha, rau là chấm mắm ngon. Cá này ngon quá ha. Lưỡi trâu cũng ngon, cái gì ngon. Ăn toàn là đồ ngon không. Thịt nó dẻ mà không béo. Hôm nay tính sinh nhật con Bi ở đâu? Đâu quán làm chứ gì đâu. Làm cho nó vui ha. Chưa đặt bánh kem cho nhỏ nữa. Bởi vì hôm nay mình ăn cơm sớm mình tranh thủ mình đi đặt cho nó nè. Đi ra quán đặt mâm đặt bàn rồi cho nó luôn. Nay mãi được 9 tuổi rồi. Con ngựa hả? Mày lớn rồi, con ngựa. Nó đặt bánh kem ngựa cho nó. Đặt ngựa nó đi ha. Đặt ngựa đi chứ đặt ngựa hôm nay đặt mày. Nó là con ảnh ương rồi. Bi ơi mẹ mày đặt bánh kem hình con ảnh ương được không Bi? Mày tối ngựa mẹ ảnh ương mày đặt cho con ảnh ương đi. Hai muốn siêu nhân. Chứ không muốn con gì. Con ngựa hả? Ghẹo nhỏ hơn nhỏ thấp nhỉ. Muốn ngựa rằng nga, muốn ngựa thần chủng. Nó lô mà giống quả còn quá. Mẹ bấm mua bỏ vô thêm á. Thấy ăn ngon quá rồi mua thêm cho ăn á. Bà biết ăn quá ăn cá rô mà mẹ bấm mua cho anh ráng ăn đi. Rô kho tộn à. Rô kho tộn ngon chứ bụng. Nhìn màu ngon gì đâu. Thịt không? Ừ. Đem ấy. Mày cá nu bè. Nu bè không hôi. Xong rồi nha, mình làm chén canh. Mẹ mới đục rau rồi sẵn nước đó, mà nấu miếng canh. Rồi mấy nhỏ có không? Tâm tâm khô cũng to đó. Sẵn mình nấu ké luôn. Thì cứ bỏ tâm khô vô có nấu nữa. Tâm khô bự ghê luôn nha. Tâm khô là khô mà nó bự cỡ này nè. Đã à. Đậu rầm không? Để nó sống bên lên bỏ luộc tầm. Đậu rầm nó miễu quá. Còn có mấy trái bà mới hái vô cái sẵn luộc ra bỏ vô bỏ luộc luôn. Mày đéo con ơi, mày không đéo bụng nha.
Mẹ con ơi, mẹ mẹ ruộng nè. Rau đẹp chứ à? Nó sửa sạn sinh nhật chị hai nó kìa. Đây này, đây này nè. Là được. Đó, đứng đây là đứng đây nè. Đứng đây anh luôn nha. Ôi đẹp gái quá. Anh luôn nha. Tiếp qua, tiếp qua đây. Ôi đẹp gái quá. Mẹ, anh nước mắm. Sinh nhật chị hai nó mà làm sinh nhật nó vậy, con sửa sạn lớn luôn vậy. Mẹ, anh nước mắm. Anh nước mắm phải không? Mình khoái anh nước mắm phải không? Rồi, anh đã nước mắm. À, chấm cá nước mắm phải không? Dạ. Rồi, ok. Anh Vĩnh này xuống em gấp 5 miếng cá anh. Từ xưa. Lúc nãy gì á? Rồi, giỏi chắc, quá. Chắc dạ. Đây, bỏ vô. Rồi. Ngon đó. Lấy vào trong mình, lấy cái da ở ngoài. Đấm. Đấm nè. Ôi ôi nó biết số 1 nữa kìa ta, ngon quá hả con. Rồi, xong rồi. Ta mẹ ăn cơm xong rồi. Thịt với xương gì? Xương thịt không? Thịt đó con, thịt đó. Chứ con gị ra rồi nó. Thịt đó con, ăn đi. Ăn rửa tay nha, để té cái đồ vô đồ nha. Rồi, nó. Rồi, xong. Bây giờ mẹ ăn cơm xong. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye cô chú đi con. Bye bye. Chào. Bye bye. Bye bye.